Sau một năm ăn cùng TikTok, thì Phúc quyết định sẽ review một cái quán lẩu nướng khá là nổi tiếng trên cộng đồng TikTok thời gian qua, quận 7. Không gian quán thực sự rất là dễ thương và đẹp. Nhân viên lên món nhanh, đồ nướng sẽ nướng cùng với lại bếp than tại bàn luôn. Phúc gọi một cái lẩu bò thì nhiều topping và chấm gia vị cực ngon luôn, nhưng mà nước lẩu tối nay thì hơi bị nhạt. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Hôm trước thì thấy mọi người chia sẻ nhưng mà Phúc sợ đông cho nên hôm nay mới được dịp trời mưa gió cho nên qua đây ăn thử. Đứa bạn bảo là phải lựa cái hôm nào trời mưa lạnh lạnh qua cho giống Đà Lạt nha. Nhưng mà Phúc thấy giống thiệt á. Quán có tên là Tiệm Ăn Nhớ Hoài tại số 145 đường Lê Văn Lương, phường Tân Kiển, quận 7. Quán nằm trong một cái con hẻm riêng, đi vào phía bên trong thì sẽ là không gian quán kiểu như mọi người cùng nướng thôi, cho nên khó bay nhìn giống xương Đà Lạt kia á. Phúc gọi một phần chân gà nướng là 85.000, một phần ba chỉ bò cuộn nấm là 109.000 để nướng ăn cùng với là rau củ, thêm một cái lẩu bò nhà gỗ hai người nhưng mà giá là 278.000, Phúc thấy hơi mắc. Nước chấm thịt nướng thì thực sự rất là ngon luôn, kiểu chấm hải sản đúng hợp gu luôn, thêm một cái loại nước chấm tương nữa, nhưng mà Phúc thấy cái kiểu chao ở đây pha mà chấm topping thì thực sự rất là ngon, giống như kiểu chao pha đường cho nên ngọt ngọt. Trong lẩu thì có khoai môn, tàu hũ, thịt nạm, bò viên, gân bò và sả cây. Bên cạnh đó còn có một cái dĩa to các loại như là rau má, rau cần, rau mồng tơi và cải thảo. Phúc thấy rau tương đối nhiều và kèm theo hai khoanh mì trứng ăn kèm nữa. Trong lúc chờ lẩu sôi thì Phúc lại tiếp tục với lại món chân gà nướng kiểu như mình thèm chân gà như ăn sâu vào máu rồi, cái chỗ nào mà có là tôi gọi ăn à. Sau khi mà lẩu vừa sôi lên thì Phúc cho rau vào ăn cùng với mì, thực sự điểm cộng là rau rất là sạch và tươi nha. Topping ở đây được sắc sẵn miếng nhỏ cho nên cũng dễ chấm chao ghê, tuy nhiên là môn sắc nhỏ quá cho nên sôi lên chín dễ rụt cho nên các bạn ưu tiên ăn trước nha. Mọi thứ vẫn ok cho đến khi mà Phúc húp nước lẩu, lúc này thì nước lẩu đã sắc xuống rồi nhưng mà nhạt lắm, Phúc thấy chỉ được 6 trên 10 điểm thôi. Nhìn chung thì quán ăn Hoài Niệm thực sự đáng để trải nghiệm nha. Giá ở đây tầm trung cấp trở lên cho nên các bạn lưu ý túi tiền trước khi đi ăn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.